Liên quan tới vụ phóng hỏa do ghen tuông ở Đồng Nai, theo thông tin từ các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho các nạn nhân cho biết đã có 3 người tử vong, một trường hợp xin về vì quá nặng không thể cứu chữa. Ngoài nghi phạm 46 tuổi, các nạn nhân tử vong đều là trẻ nhỏ, các trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị tích cực. Chiều ngày 13 tháng 6, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, MVMK, sinh năm 2010 đã tử vong do tình trạng bỏng hô hấp và bỏng toàn thân quá nặng. Em K là nạn nhân của vụ phóng hỏa nhà trọ do ghen tuông xảy ra ngày mùng 3 tháng 6 tại Đồng Nai, khiến 7 người bị thương. Trước đó, bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 2 ca bỏng nặng là MVMK sinh năm 2010 và VNA sinh năm 2010. Cả hai em đều bị sốc bỏng, bỏng độ 3, độ 4. Tuy nhiên, em diện tích bỏng 90%, sau đó được điều trị tích cực với thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi dừa phế quản Mặc dù được các bác sĩ khoa phòng và phẫu thuật tạo hình nỗ lực hết sức để cứu chữa, nhưng em đã không qua khỏi. Còn em VNA, diện tích 80%, thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Các bác sĩ hiện theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa cũng được điều trị tích cực suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 6, gia đình đã xin đưa bệnh nhi sinh năm 2008 về nhà do tình trạng quá nặng. Bệnh nhi còn lại sinh năm 2010 tiếp tục điều trị. Trước đó, hai bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 với diện tích cơ thể bỏng là 60%, bỏng độ 2, 3 do lửa, chủ yếu vùng đầu mặt cổ. Bác sĩ ghi nhận có rất nhiều bụi than ở đường hô hấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng, khẩn trưng điều trị tích cực nhưng tiên lượng nặng liên quan vụ phóng hỏa nhà trọ vì ghen ở Đồng Nai, hiện có 3 trong số 7 nạn nhân không qua khỏi, gồm NTH, 46 tuổi, nghi phạm phóng hỏa, tử vong tại Bệnh viện Trợ Giấy. Bệnh nhân Nam, sinh năm 2008, tử vong tại Bệnh viện Trợ Giấy. MVMK, sinh năm 2010, tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Một bệnh nhi sinh năm 2008 được đưa về nhà. Hai trẻ còn lại đều rất nặng. Người phụ nữ 33 tuổi bị bỏng 10% kèm bỏng hô hấp, được theo dõi tại bệnh viện chờ giấy. Chỉ vì lối sống ích kỷ, ghen tuông mù quáng mà đối tượng đã không làm chủ được hành động ra tay nhẫn tâm, khiến nhiều người thương vong. Đó không chỉ là hành vi mất nhân tính mà còn vi phạm pháp luật. Mong rằng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cặp đôi, không nên ghen tuông quá mà mất kiểm soát hành vi, khiến ảnh hưởng nhiều người vô tội. Nếu có gì khúc mắc, hãy cùng nhau giải quyết theo chiều hướng tích cực đừng khiến mọi chuyện đi theo mặt xấu rồi lao vào vòng pháp luật